trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin xuất hiện một ca lây nhiễm trong cộng đồng tại quận hoàn kiếm hà nội trước những thông tin sai lệch này bộ y tế đã bác bỏ và thông tin thêm đây chính là bệnh nhân số 1.358 25 tuổi quốc tịch ấn độ nhập cảnh tại sân bay nội bài vào ngày 28 tháng 11 được cách ly tại hà nội ngay sau khi nhập cảnh tại một khách sạn dùng để cách ly ở quận hoàn kiếm hà nội lấy mẫu vào ngày mùng 1 tháng 12, kết quả xét nghiệm ngày mùng 2 tháng 12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Chúng tôi xin được nhắc lại là khách sạn mà bệnh nhân lưu trú ở Hàng Bông là khách sạn chỉ dùng để cách ly có thu phí chứ không phải là khách sạn thông thường.